cóc sau khi đem về thì mình sẽ ngâm vào trong nước muối. Thì với thao nước này thì mình sử dụng một muỗng muối hột. Với món cóc ngâm mình sẽ sử dụng khoảng nửa ký cóc và mình sẽ lựa những trái cóc mà nó có kích cỡ đều với nhau. Khi mà ngâm nước muối thì sẽ làm cho trái cóc được sạch cái phần mủ ở bên ngoài và trái cóc khi mà ngâm nó sẽ ngon hơn. Chúng ta sẽ ngâm phần cóc này trong nước muối khoảng 30 cho đến 1 tiếng. Và trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ pha chế phần nước mắm đường để ngâm cóc chua ngọt. Hỗn hợp mà dùng để làm món cóc ngâm mình sẽ dùng 2 chén nước lọc, 1 chén đường, 2 muỗng nước mắm. Mình sẽ nấu cho đến khi mà nước và đường tan hết. Và sau khi mà sôi được khoảng 5-10 phút thì chúng ta sẽ tắt bếp và để nguội. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tách cóc giống như là cóc ngâm mà người ta hay bán ở ngoài chợ ha. Đầu tiên mình sẽ cắt một đường tròn bao quanh phần dưới của trái cóc. Sau đó mình sẽ dùng mũi dao tách cóc từ từ xung quanh từ cái đường tròn lúc nãy. Thì bạn nên tìm cái đường sơ cóc là cái đường mà trắng trắng lộ ra ở trên cái thân cóc á, là cái đường này nè. Thì mình sẽ tách theo cái đường này, nó sẽ dễ tách hơn. Và mình nên tách cẩn thận một xíu để mà cái phần thịt nó không có bị rớt ra ngoài mà vẫn dính vào trong cái hàng cóc một xíu ha. Hũ thủy tinh mình sẽ chần qua nước sôi và để ráo nước. Sau đó thì mình sẽ xếp cóc vào. Các bạn nhớ là phải đổ cái phần nước mắm đường này cho ngập cái hũ cóc luôn. Tại vì khi để hở cóc sẽ rất là dễ bị hư. Và sau đó thì mình sẽ đậy nắp kín và để vào tủ lạnh. Trong một ngày là có thể ăn được luôn. Cái việc mà để vào tủ lạnh thì sẽ giữ được độ giòn và tươi của trái cóc cũng như là mình sẽ bảo quản được trong vòng một tuần. Phần cóc dư còn lại mình sẽ dùng để làm món cóc lắc để ăn trong ngày. Mình cần tách cóc ra thành những muỗng cóc nhỏ để mà dễ thấm gia vị. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm và 1 trái ớt. Hoặc các bạn có thể sử dụng ớt bột. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt lên bếp. Các bạn nấu cho đến khi mà nước mắm và đường tan hết thì chúng ta sẽ nhấc bếp xuống và để nguội. Mình sẽ để cóc vào một cái hộp nhỏ. Chúng ta sẽ chế phần nước mắm này vào. Nước mắm mà lúc nãy mình đã đun sôi thì chế vào. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều lên.
Kế tiếp thì mình sẽ cho vào đây thêm một muỗng đường nữa. Và một muỗng muối to. Sau đó mình sẽ trộn đều cái phần này lại. Và mình sẽ đậy nắp, lắc đều. Sau khi trộn muối vào cốc xong thì mình sẽ để cốc vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng là có thể lấy ra và ăn ngay được luôn. Khi làm thành công á, thì sẽ có đủ vị chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn của muối tôm và vị cay cay của ớt. Cái món này mình sẽ dùng để ăn trong ngày và không để được lâu cho nên là mình phải tranh thủ xử hết luôn nha. Và chắc chắn bạn sẽ thích mê cái món này cho mà xem. Không cần tốn quá nhiều thời gian mà lại đảm bảo được an toàn thì ngại gì mà các bạn không thử làm món ăn vặt hấp dẫn này. Món cốc ngâm mà đạt chuẩn sẽ có mùi vàng nhẹ và nước không bị đóng váng. Thịt cốc sẽ có đủ 4 vị luôn là chua, ngọt, mặn, cay và giữ được mùi thơm đặc trưng của cốc. Món này thì có thể dùng để ăn kèm với lại muối tôm, hoặc là dùng để ăn chơi, hoặc là làm món khai vị, hoặc món chấm trong các bữa cơm truyền thống thì rất là ngon luôn. Các bạn sẽ làm thành công món cốc ngâm và cốc lắc đơn giản này nhé.